Thắng xin chào các bạn nha. Rồi tiếp tục đến tuyển tuyển của anh Hùng Thắng nha bạn. Chỉ lại chợ Nam Căn, huyện Cà Mau. Nay thì ảnh vừa hoàn thành xong cái máy dàn hoa 3T86 của Turbo. Hôm trước mình có quay gọi các bạn một chỗ test ha, ở trên cô. Bây giờ anh Hùng Thắng sẽ hạ thủy và test cho bạn xem. Đây, con máy này con máy dàn hoa 3T84 42 ngựa ngay năm. Đây, có tổng số cho anh em xem ha. Dàn hoa 3T xin lỗi anh em, dàn hoa 3T86. Dàn hoa 3T86 nha các bạn. Dàn mà 3T86 42 ngựa, tua chậm 3000, mắt tua là 3250. Con này 3T86 nghe nè, đổi nha. Đây mà 3T86 turbo, con này có turbo gin các bạn. Đây turbo gin đồng bộ dàn cầu với nóc bên sự kiện Hùng Thắng làm. Thì hôm nay đã hoàn thiện xong thì ông anh ông sẽ chạy ra rồi ông lấy vỏ máy về các bạn. Cái vỏ thì cái vỏ trọng sĩ của anh nha, vỏ thì hồi mình quay sau, vỏ này vỏ cũ, chỉ có cái máy mới thôi. Còn cái vỏ này thì cái cũ của ông anh ổng chạy máy trước rồi giờ anh đổi máy, nói chung là anh đổi đồ máy mới dàn cầu nha. Cầu thì dàn cầu máy u nha các bạn, cầu máy u rất là dày. Đây tiền thắng còn rất là dày đúng không ạ. Anh em đang chạy chiến dịch là hệ ba cánh cái nóc của anh em ơi. Máy này như là có sinh hàng nhớt luôn các bạn, sinh hàng nhớt kia luôn. Đây cái này là sinh hàng nhớt nè, này dòng cam đỏ luôn. Đây, trong mỗi dàn cầu với nóc mình xin tiền ông thắng gia công. Này thì cái đồng hồ đó áp suất nhớt nha anh em, nó chắc nhất. Dàn ma 3T86 turbo. Đây anh làm tiền quay mấy tổng số chi tiết cho anh em xem dàn cầu của sinh viên Hùng Thắng nha. Rất là khá nặng các bạn. Tại mình một tay mình quay một tay thấy máy này khó nha. Đấy, đúng rồi thì anh cũng có hàng mua đi bít luôn. Bít hết luôn ha. Bít đây. Khúc này đến bít hết bao bít hết. Chọn bộ ha. Khóa nè các bạn. Dàn ma 3T86 đen. Chân nền thì anh Hùng Thắng làm chân nền liền luôn ha, liền lạc luôn, cái rất là dày luôn. Chân nền nó làm liền liền từ đây tới đó luôn các bạn. Đồ này đồ đặt ngay năm khúc này, đồ đặt ha, đồ đặt từ đây tới đó, cái chữ T á, đồ đặt mắng u cầu bao dày luôn, cầu với nóc rất là dày. Dày hay không là do anh em yêu cầu nha các bạn, anh em còn làm dày thì sẽ làm dày, làm dày thì nó sẽ đắt tiền hơn nha. Đây ở sau thì có cặp trắng đạn tính chớn này đủ nghe em. Trong bộ dàn cầu cái nóc, cái bình thì anh chủ anh đang chạy như cái bình này bình 70 vậy bạn, 70 lắc nước nha. Đây, máy dàn mà 3T86 turbo phương tiện thắng anh turbo chạy rất phê nghe em, nhưng mà máy hiện tại mới hạ thủy thì bật cây có thể còn dứt nha, chạy chưa lên đầu đâu. Thì anh em chạy khoảng 5-10 ngày nó sẽ ok, nó sẽ im nha các bạn. Con này anh cũng có làm cái co đối với tục vơ bằng inox luôn, sau bằng inox luôn ha. Chọn bộ hết, nói chung này chọn bộ dàn cầu độ xịn không bạn, dày ha. Độ máy với dàn cầu thì bên sư Đường Thắng nha. Cái vỏ này của anh chủ vỏ, vỏ này như là vỏ cũ nha bạn, cũ rồi anh đây, vỏ này chắc anh chạy sắt máy trước, sắt máy nhỏ hơn, bây giờ anh chạy cái đổi cái đầu máy khác. Vỏ thì vỏ trọng sĩ 8m1 nha các bạn, trọng sĩ 8m1, vỏ này vỏ cũ đó các bạn. Ông anh ổng đổi máy khác thôi nha, đổi máy với ấy thì sẽ đổi bình xương này không khác. Đây cái bình cũng tệ, cái bình dầu rất lớn luôn, bình quá bự. Dàn ma 3T86 nè mày, tục bô nha. Này dàn ma 3T86 nè mày, mới vừa hạ thủy bên xương này không thắng nha. Vỏ lãi thì vỏ lãi 8m1. Cái gì được anh ơi?
máy còn mới hạ thủy, nó còn bật cây, nó còn giúp các bạn. Này mới hạ thủy chạy luôn nha. Đó, nó còn bật cây, nó còn kêu cỡ đó, nó còn rất là bốt. Này khoảng vài ngày nữa là nó sẽ giãn đồ ra đó các bạn. Mới máy này chưa xả ra nữa. Cái này để ra ghim cho anh em chạy luôn, để anh em chạy cho nó bệt máy. Rồi, em nghe tiếng bật cây nó kêu ha, giúp rất là cứng. Này 3T86 máy là của turbo các bạn. Ngày bữa mà nó lỏng đầu ra chạy nó rất lên đầu quá, quá trời là cái nó giúp. Quá khứ nha, mà cay kích quá. Thầy chạy 5 căn là nằm ở khúc này nè các bạn. Tuyến điện anh Long Thắng thì nằm ở dưới tâm cầm dịch, chạy 5 căn luôn nha. Trên thì có con lộn.